Chúa hãy chúc phúc lành cho cha và xin Chúa hãy chữa lành cho ba con chim của cha để mỗi ngày cha có được những niềm vui, cha về cho con chim của Chúa ở trần gian này. Và xin tất cả cùng cầu cho con làm hai cha ở đây cho bạn cùng chạy và cho chúng ta cùng nhau là Chúa Giêsu chúng con đã tâm tình với Chúa, xin Chúa hãy lắng nghe lời chúng con để chúng con tiến bước trong đời sống mỗi ngày trong đức tin của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con kể vì danh Chúa nhân từ cho các bạn tin nào. Trời sáng nay vui vẻ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin mời Cha và mọi người mời. Bây giờ hôm nay mình làm một cái việc là nhận bệnh nhân mà tới ba bệnh nhân. Thì điều đầu tiên chúng con cảm ơn Chúa đã dẫn dắt ba con chiên về đây để được trị bệnh nha. Nhưng mà chủ chăn đó là cha cường nha. Cha Cường chủ chăn là cha Thánh Diệm Du Xe Cường đã dẫn dắt ba con chiên về đây. Đây là một cái niềm vinh dự lớn lao cho đạo Phật giáo. Và nói sát nghĩa luôn là đây là một cái niềm vui cho Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu đã chọn cho là linh mục. Và Chúa Giêsu đúng là Chúa không làm khi Ngài chọn đó. Chúa chọn cha làm linh mục. Và hôm nay cha đã thực hiện đúng cái sứ mạng của cha là dẫn con chiên đến đồng cỏ xanh và tìm nước suối cho con chiên. Cỏ xanh không phải là thuốc không? Rồi giờ tiếp đi lên trà hai đúng không em? Tiếp dữ rồi. Vui không? Cha sở dẫn về vui không? Cha sở dẫn về vui không? Con ở cái trụ. Thôi được rồi, để từ từ nói trở lại thế. Thì như vậy cha, chúng con mừng hết sức lòng. Mừng là bởi vì rõ ràng là đang cần một người để mà hợp tác với Chúa chứ không phải hợp tác thì được không? Mà cha dẫn ba con chiên về đây là cha đang hợp tác. Vậy thì cái điều cha mừng một mà chúng con mừng mười thì chúng con thấy rõ ràng xung quanh con còn có một vị linh mục đang thực hiện lời dạy của Chúa Giêsu. Giống như là người Samaritano như hậu khi mà một người đi từ Jericho, từ Jerusalem xuống Jericho mà dọc đường bị rơi vào tay bọn cướp thì chúng đánh như tử thiên long á, rồi chúng cướp hết tiền bạc của cải. Tình cờ có một người tư tế đi ngang qua nhìn thấy bỏ đi, có một trợ tế đi ngang qua nhìn thấy cũng bỏ đi, nhưng mà có một người ngoại đạo là người Samari đi ngang qua thấy một người bị đánh ngã như vậy thì cái người Samari này, người này là người xứ Samari mà Kinh Thánh có tên gì đó nè, người này mới dừng con lừa lại, xuống lừa băng bó vết thương cho người bị cướp, sau đó đưa cái người băng bó này về đến phòng trọ rồi nói với chủ quán trọ rằng anh hãy chăm sóc người này cho tôi rồi tốn chi phí bao nhiêu hôm sau tôi đến đây tôi trả tiếp. Và có một lần đức thánh cha Francisco ngày nói tại quảng trường Thánh Phêrô cách đây khoảng chừng 5 tháng thôi, ngài đang nói với khoảng 7.000 người ở Italia, tới 7.000 thành viên Italia về hội chữ thập đỏ. Ngài dùng cái đoạn phúc âm của người Samaritan, ngài nói là cứu được. Vậy thì hôm nay cha đã thực hiện lại cái lời dạy của Chúa Giêsu, chúng con rất là vui mừng. Một lần nữa chúng con chúc mừng cha đã làm được cái chuyện gọi là đẹp, một hình ảnh đẹp nhất của người công giáo, nhất là vị linh mục. Và chúng con cũng cầu xin Chúa ban chúc lành cho cha. Rồi chúng con cũng cầu xin cha cầu nguyện cho chúng con tại cái nơi chúng con đang chữa bệnh như thế này. Nhưng chúng con luôn ý thức rằng cha mới là người chữa bệnh chứ không phải chúng con là người chữa bệnh. Bởi vì nếu cha không dẫn đến đây thì chúng con cũng chẳng biết ai là người chữa bệnh. Vậy thì cha mới là người đưa con chiên đến đồng cỏ để mà phục hồi.
nếu không có cha thì ba con chiên này chắc nó không được đâu. Vậy thì ngang qua chỗ này, ta nhắc hết những người bệnh đây. Từ nay trở đi mình thương cha mình nhiều. Mình hãy coi lại đi, mình đã làm gì cho cha mình. Từ ngày mà cha mình về nhận sứ đạo tới giờ, mình đã làm gì được cho cha? Mình có đến hỏi thăm sức khỏe cha chưa? Mình có hỏi cha ơi, bữa nay cha có ngon không? Cha ngủ được không? Cha có kinh phí để đổ xăng đi đường không cha? Chỉ có hỏi được những điều đó chưa? Hay là cha ơi, nhà xứ cha dơ quá cho con quét nha. Hay cha ơi, nhà thờ dơ quá cho con quét nha. Để cho cha làm lễ cho nó mát mẻ, cha thờ Chúa. Mình đã làm được những điều nhỏ nhất đó. Vậy mà ngày hôm nay, khi cha Cường nghe được con chiên mình bệnh, cha Cường bỏ tất cả những cái gì mà cha Cường đang làm, bỏ lại đằng sau lưng để dẫn con chiên. Không phải là cha ca tụng cha Cường, nhưng cái thực tế là như vậy. Cha Cường có thấy rõ điều này. Không phải là mình ca tụng cha, nhưng mà cái thực tế cha đang làm điều này thì nói ngay điều này, chứ mình không nói thêm gì nữa. Hôm nay cha đến đây từ sáng tới giờ, rõ ràng biết bao nhiêu cái công việc của cha phải gác lại hết, vì cái sự sống của con chiên, vì cái trách nhiệm của một người, vì cái trách nhiệm của một người cha mà bỏ tất cả để cứu mạng con. Công cha như núi Thái Sơn lớn còn. Cha mong rằng tất cả những người bệnh này sau này về quê rồi phải phụng sự Chúa và nghe lời cha, để mà chúng ta sống những năm tháng còn lại chúng ta tốt hơn, thấy không? Đó là những điều mà cha ca tụng cho Cường ở đây, cũng như là nhắc nhở các bệnh nhân. Bây giờ cha bắt đầu nói tiếp về các bệnh nhân. Thì các bệnh nhân này đã hiểu được cha chữa bệnh như thế nào hết rồi. Ít nhất là chị này đấy, cha đã chữa bệnh cho cha mẹ con rồi. Cha con là hen suyễn, cha đã chữa xong rồi. Mẹ con là ung thư phổi giai đoạn 4, cha đã chữa xong rồi. Thì con đã biết cái cách cha chữa bệnh rõ ràng như ban ngày. Hiện giờ cha mẹ con đã hoàn tất hai cái phác đồ là ung thư không, hay là ung thư và hen suyễn. Hen suyễn cũng chết và ung thư cũng chết. Cha đã làm xong được hai cái ca đó rồi. Thì cũng chính vì hai ca đó mà mới lòi ra ba ca này. Đúng rồi. Nếu mà không có hai ca đó thì ngày hôm nay không có ba ca này. Vậy thì hôm nay con dẫn con gái của con đến đây để trị bệnh dãy nến. Mà dãy nến này đã mấy năm rồi con? 10 năm rồi. Thật sự cha khen con. Con dãy nến 10 năm mà con chịu được, cha khen con. Sao con không nên đi trị sớm mà để tới 10 năm đi? Không hết. Vậy là con cứ gãi tối ngày nè. Đêm ngủ có gãi nữa. Ăn ăn cặp cái gãi không? Tại cũng cặp không sao. Rõ ràng ta sẽ rất là khen con là kiên trì. Con gãi 10 năm trong khi mình mũi cắn vô cái thôi, mình phải đi kiếm miếng dầu sức vô rồi. Hả nè, chỉ cần con mồng nó cắn cái thôi, ngoài ra ngoài nó xuống mỏng cắn ngay đầu gối cha mà nó chưa có hút máu nghe, dốc cha cái cha, cha lấy tay cha đập bụng, bắt đầu nó chạy nó chưa làm được cha, mà cha phải lấy dầu sức nước, nước khoảng 15 phút đó. Mà con vậy mà con chịu được 10 năm là cha cũng đáng mà, bái tổ à, bái tổ thì là. Thực ra chắc con đi không đúng chỗ, nha. Hôm nay con đã đi đúng chỗ rồi, cha cũng nói với con nè. Về phía bệnh chàm cho nên thì nhiều ca lắm con, chứ không phải ca của con. Vậy thì con đến đây con bị bệnh chàm toàn thân thì không lại gì hết nha con. Không lại gì nói với các bác sĩ ở đây chẩn đoán chữa bệnh cho con nha. Còn riêng về đã khớp gối lại. Dạ con. Con là khớp gối thì cha cũng đã từng trị một ca đau thoái hóa hai khớp gối ở ngoài Hà Nội rồi, ở ngoài Thanh Hóa rồi. Chị Huệ đó. Dạ, dạ con coi clip nào con cũng coi hết đó luôn. Ừ. Dạ. Thì chị đã xong rồi thì cái ca này cũng lạ lắm gì. Thở ba lá đi ba lá cho ở bốn lá luôn rồi cũng được. Còn này là bệnh gì? Thôi quá nó không tổ thì cũng như khớp gối thôi nha. Hai cái khớp ra cái giò đi ông được chưa? Trời ơi, hai giò nhỏ mà chở hai mình này sao chở nổi. Đi ông được đi để mà ráng đi muốn chết luôn. Đi mà muốn chết à? Nhức đau phải không? Nhức đau. Nhức đau. Nhức đau mà khó chịu lắm. Nhưng mà cha muốn nói tại sao mình bệnh như vậy. Mình bệnh như thế này là do mình ăn sai cái thức ăn.
mà cái thức ăn mình đang ăn đó là thức ăn đó Chúa không cho ăn và khoa học cho mình ăn. Nhưng mà tại sao mình ăn là bởi vì cha mẹ mình sinh ra, mình nuôi mình thức ăn đó, thì giờ mình ăn luôn, mình có biết gì đâu. Đến ngày mình bệnh thì mình chết không? Thầy chữa được, chữa không được thì bằng lòng và vui lòng vô cái hàng nào, vô công an tài nào không? Bằng lòng xuống mồ nào. Tại sao? Tại vì mình không biết. Mình không hiểu. Giống như má con, không biết mới ra ông đương khổ. Ba con không biết mới ăn xịn. Chứ nếu biết rồi đâu có dướng cái bệnh này. Thấy không nè, mà có khi ăn chay từ nhỏ đến lớn dẫn bệnh con. Ở chỗ là chủng tử của mình là động vật. Nha. Cha nói như thế này thì bởi vì cha đã nói quá nhiều clip rồi, thì tụi con có thể dở lại những clip đó tụi con nghe. Nhiều khi cha không đủ thời giờ để nói thêm. Cha chỉ nói đơn giản thôi, là tất cả mọi người con bệnh là do ăn sai. Giờ trong Kinh Thánh lời Chúa thì có ba cái hình ảnh. Cha nói ba hình ảnh là người công giáo, giờ con trả lời thôi ha. Giờ mình con trả lời được rồi. Con rửa tội lúc nào? Mới sinh ra giờ là con học phim sức bao đồng chưa? Rồi. Con còn giáo lý công dân học chưa? Chưa. Bây giờ là con có nghe nói là con chiên không? Con dê? Con sói? Con nghe ba con nói phải không nè? Trong Kinh Thánh mình có nhắc tới ba con nó không? Con chiên là ai? Đại diện cho con chiên là ai? Là mình, là con đó nha. Con có nghe con dê không? Ngài tận thế chứ có phán xét chiên và dê. Chiên là đứng bên bên phải, dê đứng bên bên trái. Hiểu rồi em? Có nghe nó con sói không? Rồi, nghe rồi luôn rồi. Bây giờ cho hỏi con này nha. Con sói nó ăn cái gì? Ăn thịt. Ăn thịt chín hay sống? Chín sống vậy mút lát. Không nè, con sói là ăn thịt. Con dê ăn cái gì? Ăn thực vật. Nó ăn cỏ. Rồi nó ăn chuối. Không nè, nói chung con dê là nó ăn đủ thứ hết. Không nè, nó ăn nhiều thứ hơn con sói. Thì con sói là chỉ có ăn ăn thịt, con thải nó xài lại con sói ăn không? Thải nó chuối lại con sói ăn không? Mà thải cục thịt lại ăn. Nó chỉ toàn đặc biệt là nó ăn thịt thôi, ăn thịt sống thôi. Còn con dê là nó ăn rau, ăn cỏ, ăn cây, ăn trái cây, ăn được hết. Con ăn con rại thì cái bắp lợn dê ăn không? Ăn lắm nè. Liệt cỏ nó cũng ăn, mà liệt thịt nó ăn không? Không. Con chiên ăn gì? Con chiên ấy. Con sói ăn thịt, con dê ăn cỏ, ăn cây, trái cây. Còn con chiên, con chiên con cừu nó ăn gì? Ăn cỏ không? Nó có ăn thịt không? Ăn trái cây không? Nó chỉ ăn cỏ. Vậy trong đạo Công giáo mình có ba hình ảnh. Con chiên là ăn cỏ xanh thôi, nó ăn gì khác đâu. Mà con dê là nó ăn đủ thứ. Còn con sói là nó ăn thịt ăn cỏ. Vậy bây giờ áp dụng lên mình nè. Tại sao con bệnh? Là con ăn sai thức ăn mà ra. Còn nếu con ăn đúng thức ăn là con khó mắc bệnh này đó. Vậy con sói nó ăn thịt, vậy con hàng ngày nó ăn gì? Ăn cơm với gì? Vậy đó là con gì? Vậy con tự biết con là con gì đúng không? Hắn nè, con sói. Vậy thì con bệnh là phải rồi, vì nó không phải thức ăn của mình. Còn con chiên, nếu trong đạo Công giáo con là con gì? Vậy con phải ăn cái gì? Mà con có ăn cỏ không? Con ăn thịt đúng không? Chỉ có bệnh nó phải rồi thôi con ơi. Hắn này, vậy tóm lại, bây giờ để hết bệnh là trở về chứ ăn cây cỏ mang hạt, hạt giống là tự động hết bệnh nha. Mình ăn đúng cái chức năng, cái sứ mạng của mình là ăn cây cỏ mang giống là nha. Con Kinh Thánh cho chứng minh nhiêu đó là hiểu rồi gì? Có nhiêu đó con làm gì? Rõ ràng con cứ trở về ít đời sống là mình ăn cây cỏ hạt giống là. Tại sao cha chữa được bệnh ung thư? Tại sao cha chữa được bệnh nhức đầu gối hay là hai tim hay lá hoa hoa lá hay là ngứa cái bệnh gì cha cũng chữa được hết rồi. Cha không nói là ở đây là cha chạy bệnh đó, cha đâu có chạy bao giờ.
cháu chạy bao giờ. Cái chỗ sạch hết là bởi vì cha đưa người ta trở về với một cái tự nhiên là ăn cây cỏ mà giống chữa hết các cái bệnh. Có vậy không? Có đơn giản nha. Vậy trong quá trình cha điều trị vậy là tất cả những người bệnh phải nghe lời ban nhiễm chẳng, không được ăn bất kỳ một thứ gì. Dạ nếu anh bạn cha đuổi rồi nghe, cha nói trước à, cha đuổi nhiều ca lắm rồi, có nghe phải không? Nghe, nghe hết cha. Có nghe cha đuổi phải không? Dạ. Ông có nghe rõ. Không có lúc nào cha con không coi á. Vậy thì phải cẩn thận, dạ. Coi chừng bị đuổi. Dạ. Cẩn thận với chuyện trái nha. Dạ. Thế nè, đó. Có cái điều cha nhắc, cái đạo lý này. Hiện bây giờ cha chữa bệnh rất là nhiều. Vì thế cha phải có một cái nguyên tắc để cha chữa bệnh. Nguyên tắc của cha là gì? Là phải có người dẫn về. Bệnh này là bệnh lớn, mà người lớn. Ví dụ như bây giờ một em bé nó 10 tuổi, nó chưa tới vị thành niên, nó còn trong vòng tay cha mẹ, thì cha mẹ nó dắt về được. Nhưng mà bây giờ tuổi này là ngoài vị thành niên đó rồi. Bây giờ tuổi này là trục trặc về mạng sống, là chính quyền nhảy vô hợp tác này, kiểm tra tại sao người này chết vậy. Vậy thì từ chỗ đó mà cha mới đề nghị ra là đạo Phật thì có sư thầy dẫn về. Thì hiện tại là sư thầy đang ngồi đây, ví dụ vậy. Rồi không đạo thì chính quyền chữ Phật đó dẫn về, mà công giáo thì cha xứ dẫn về. Nhưng mà về phía cha xứ dẫn về thì nó chỉ có thời gian thôi. Hôm nay là cha còn dẫn về là cha phải vui. Chứ đến ngày 1 tháng 1 năm 2019 cha không được dẫn về. Hết phiên cha dẫn về, tới Đức Giám Mục dẫn về. Ví dụ như cha là giáo phận Mỹ Tho thì Đức cha Phêrô Nguyễn Hải Khảm phải dẫn về. Không dẫn về cha không chữa bệnh, vì đây là bệnh lớn. Thế nè, đến ngày 1 tháng 4 năm 2019 là Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn dẫn về. Không dẫn về cha không chữa bệnh. Bây giờ con chiên nó ở thuốc ở bên Gò Công Tây, mà Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn từ Hà Nội phải bay vô trong Gò Công Tây dẫn con chiên về đây cha mới chữa. Còn không chịu cha không chữa. Bệnh này bệnh lớn. Rồi tới ngày 1 tháng 7 năm 2019, Đức Giáo Hoàng từ Ba Tư Trăng phải bay về Gò Công Tây để dẫn nhỏ là người dẫn đến để chữa bệnh. Không được cha không chữa. Có vậy. Vậy thì hôm nay cha còn dẫn về cha phải mừng. Mà cha ơi, đây là những mạng sống này. Cha đang là một tử trong họ đạo. Nếu những người này bệnh cha không dẫn về, cha ngủ đâu có yên. Cha công nhận không? Rồi nếu họ chết cha làm lễ họ có vui không? Phải không nè? Vậy cha dẫn về mà cha chữa bệnh cho họ, họ hết. Họ nhớ ơn cha đời này kiếp này. Không phải họ nhớ mà con cháu họ lũ khổ đằng sau phải mang ơn cha. Con có công nhận với cha chỗ này không? Thí dụ như mẹ con hết bệnh, có phải là con mang ơn các cha không? Đã bỏ tất cả để giật lại mạng sống cho mẹ. Mẹ con là người sinh ra con, mà tới bệnh con đứng con dồn, mà những người này họ cứu lại mạng sống của con. Có phải con mang ơn những người đó không? Vậy thì khi cha sở dẫn tụi con về đây, có phải tụi con hết bệnh tụi con mang ơn ngài? Mang ơn. Đừng bao giờ bạc đãi những người đó, nghe không? Đừng bao giờ bạc đãi, đó là lòng dạ. Hơn nữa mình là con chiên, mình là người ăn cây cỏ mà giống, chứ không phải mình ăn động vật. Ăn động vật đó mình đã cái danh hiệu mình là con chiên, mà mình ăn thịt thì mình có phải là con chiên không? Mình đi ngược lại với con chiên mình mới bệnh. Còn nếu mình đi đúng con chiên là mình không bệnh. Thế nè, vậy thì điều tra muốn tất cả những người công giáo phải nhận ra tôi là con chiên. Vì không nhận ra được tôi là con chiên cho nên tôi mới bệnh, tôi mới đi sai đường. Cha công nhận chỗ này không? Nếu không nhận ra mình là con chiên là đi sai đường. Mình là con chiên nhưng mình ăn không phải thức ăn con chiên. Ăn thức ăn của con sói của mình. Cho nên mình mới bệnh là ăn sai thức ăn. Nha. Thì còn nhiều điều cha muốn nói lắm, nhưng mà thời gian cũng có hạn lắm. Thì cha nói như vậy để cha nói với cha Cường, với mọi người đây, mình phải hiểu mình là con chiên. Tất cả là con chiên của Chúa thì phải ăn đúng cái thức ăn mà Chúa ban, đó là cây cỏ mạng sống, thì đó là con chiên. Ngài phán xét Tin Mừng Matthew chương 25, Chúa phán xét con người: chiên thì ở bên phải và dê thì ở bên trái. Vậy rõ ràng đứa nào là con chiên là vô bên phải nè, mà con chiên là phải ăn cây cỏ thôi chứ đâu được ăn động vật. Còn con dê thì nó ăn lộn xộn cho nên ở bên đi vào nó khóc lóc và nghiến. Chỉ cần ăn lộn xộn thôi là nó đi vào nó khóc lóc và nghiến. Còn con sói ở đâu? Nó địa ngục chứ nó đâu được chỗ. Chúa đâu có cấp cho con sói một chỗ.
Chúa chỉ cấp cho con chê dê, con chiên và con dê thôi. Chiên ở bên trái, dê ở bên phải. Chiên là đi vào cái nơi mà hạnh phúc đời đời, còn dê là đi vào nơi khóc lóc và nghiến răng. Còn con sói nó chính là con ma, con quỷ, nó địa ngục. Mà chúng ta ăn thịt động vật là chúng ta là nó, mà chúng ta ăn là chẳng qua chúng ta không hiểu. Đã công nhận như này, chúng ta không hiểu chúng ta mới ăn. Từ chỗ đó chúng ta quay ngược trở lại thì chúng ta là con chiên. Thì rõ ràng ở đây chắc chỉ mấy chục ca đang nghi mà chết 3 ca, còn sống 21 ca, mà tại sao sống bị chắc buộc hồi họ đó lại là con chiên họ sống liền. Mẹ con mà hôm nay ăn thịt động vật chết không con? Con nhận chết không? Mà mẹ con giờ quay lại ăn cây cỏ mà mẹ con sống. Chứ nếu ăn thịt động vật với người kia là đi hết. Thế ba con cũng vậy. Rồi giờ những người này phục hồi họ trở lại con chiên là được Chúa chúc phúc này. Mà con chiên là ăn cây cỏ. Đó là điều cha nói ngắn gọn thôi. Còn nhiều điều cha muốn nói lắm. Cái điều mà cha muốn nói, cái điều cha hiểu nhiều quá. Còn cái điều mà cha nói lại cho cha Cường và những bệnh nhân đây nó ít quá. Nhưng mà thôi thì từ từ sẽ có cơ hội để được nghe. Sẽ, từ từ cha sẽ được nghe nhiều lắm. Và các bệnh nhân sẽ nghe nhiều lắm. Hôm nay cha chỉ nói cái nguyên lý là mình do bởi mình không biết mình là con chiên mình mới bệnh. Mình là con chiên mà mình ăn cái thức ăn của con sói không mình mới bệnh. Còn nếu mình là con chiên mà mình ăn thức ăn con chiên là mình bệnh. Con bò không có nghe nó bệnh không? Con bò đó. Heo có bệnh không? Bò thì có nghe bò điên. Heo thì heo tay xanh. Bò vậy nó cháo nó hết ăn cỏ rồi. Còn heo nó ăn tạp cho nó không bệnh. Dân dân, ý cha muốn nói rằng mình ăn sai thức ăn. Mà thức ăn của mình đang ăn là thức ăn không nano, là động vật. Còn thức ăn mà Chúa cho mình ăn là cây cỏ mà giống là thức ăn nano. Ví dụ đây là một trái táo. Trái táo mà ép ra gì? Ép ra nước. Nước uống vô là thấm liền. Thế nè, đó là như vậy thôi. Vậy cha muốn nói với những người bệnh này, khi trở về đây là cha đưa mọi người trở về với thức ăn là con chiên ăn cây cỏ, là tự khắc cái bệnh nó từ từ hết nha. Không khó khăn gì hết, chữa dễ lắm, chữa dễ. Nhưng để chữa được thì cái tư tưởng mình phải hiểu, mình phải ăn đúng cái thức ăn đó, mình phải vui mừng hân hoan với thức ăn đó thì mình sẽ. Nguyên tắc cha chữa bệnh là cha không lấy tiền, nhưng mà phải làm giấy ký tên. Không lấy tiền mà phải làm giấy ký vô, vì để mai mốt chữa hết bệnh rồi cha đòi tiền đáng nổi. Mình có cái giấy này, mình sẽ phản ứng là cha ơi, ngày đầu cha chữa cho con ký tên cha không lấy tiền mà giờ cha đòi tiền, lấy giấy này là chiếu ra đó nè, chiếu giấy này ra rồi. Bây giờ tất cả mọi người chữa bệnh thì phải ký tên vô đây, ký tên là chữa bệnh không lấy tiền nha. Con ký thay mẹ con đi, con ký thay mẹ con đi nha. Mẹ con ký được tốt. À, con ký đây, ký ghi rõ vào tên. Ký ghi rõ họ tên nha. Rồi, cha chúc mừng con vì con đã được chữa bệnh không phải tốn tiền nha con. Chắc chắn con đã ký được chữ ký này rồi thì nhất định là đến ngày con hết bệnh con phải tốn tiền nha. Rồi, chúc mừng bà vì bà được chữa bệnh không tốn tiền nha. Rồi, chúc mừng bà vì bà được chữa bệnh không tốn tiền nha. Bây giờ tiếp theo, một cái giấy kế tiếp mình phải làm đơn, đó là giấy cam kết khám bệnh. Trong quá trình khám bệnh là mình không được tự ý mình bỏ phòng khám, gọi được gọi là đào ngũ, hay là về không lý do, hay là trốn về. Hiện nay có 3 bệnh nhân là của cha xứ cha Cường, mà nếu 3 bệnh nhân này mà trốn chạy rồi thì vĩnh viễn cha Cường không được dẫn ai về đây nữa, kể cả đứa giám mục không được dẫn về, cha cấm luôn rồi. Tiền không luôn cho về nữa. Bởi vì ở đây cha không có thời gian để chữa bệnh cho ta, muốn đi muốn về vậy. Cha chữa bệnh là hết cha mới cho về. Ngoại trừ cha trả về thì được về. Còn nếu cha không trả về là không được bỏ phòng về. Nếu bỏ phòng về là những người sau không được khách quản tịch. Cha nói trước nha. Cho nên mình đi chữa bệnh mình nhớ anh em của mình sau lưng nha.
nhưng mình phải nhớ cái uy tín của cha mình dẫn đến đây, hiểu không? Đó. Điểm thứ hai, trong quá trình cha chữa bệnh thì cha không biết là mọi người sẽ chết sống như thế nào. Vậy thì muốn cha chữa bệnh thì phải ký vào đây chết không chôn, chết không thưa kiện thì cha mới chịu. Được không? Còn bây giờ cha đâu có biết ngày mai trúng gió chết làm sao? Đổ thừa cha chữa chết bệnh, đổ thừa cha chữa chết cha đâu có chịu. Không nè, cha cố tình cha chữa để cha sống chứ không phải cha cố tình cha chữa để chết. Nhưng ngày hôm nay không biết mình chết sống như thế nào. Về mặt pháp lý nếu mình không làm giấy này thì chết thưa cha và ban nhiễm chẩn thì đâu ai ở tù cho nó. Bà có đồng ý không? Con có đồng ý cho mẹ con vậy không? Con có đồng ý không? À, thì không, khi con ký vô đây mà lỡ có trúng gió nữa chừng chết là vui vẻ không gì chứ? Đó nè, mà cha nói rồi, tất cả những chứng bệnh này ở nhà là vĩnh viễn không bao giờ hết được. Tiền mất tật tật còn. Nghe rồi đó. Tiền mất tật còn. Đó nè. Vậy thì đây là một cái cửa để phục hồi cho mình hết bệnh. Vậy thì mình phải cố gắng ở cái cửa này và không còn chọn ở đâu hết, không còn đứng núi này trong núi kia. Cha xứ mình đã dắt về đây rồi, giờ còn con trông ngóng gì nữa. Tôi chữa ở đây mà nếu tôi có chết tôi vui vẻ tôi đem tôi về chôn. Con có nói được câu đó hả? Con có dám nói với câu đó với mẹ con không? Mẹ ơi, mẹ để con chữa bệnh ở đây đi, hết là con quang nghinh, con quang vinh, còn con chết mẹ vui vẻ đem con về chôn. Con có dám nói với mẹ con câu đó không? Chắc không con? Mà bệnh con sao chết được? Ngoại trừ cũng trúng gió cho chịu thua. Hơn nè, bà cũng vậy nha. Mẹ con cũng vậy. Đâu có biết chữa như thế nào đâu. Mình phải nói trước, mít lòng trước đặng làm sao đúng không? Như vậy các bác sĩ người ta mới sẵn sàng chẩn đoán được, người ta cứu mình nhanh được nha. Đó là cha nói hết lòng. Vậy, để không thương kiện ký vào ba miếng giấy này nha. Rồi bây giờ con chịu con ký vô nha. Không chịu thôi cho rút lại, chịu không? Rồi, ký vô. Chị này, chịu. Cái khâu làm giấy này khó, phải làm nghiêm minh á, chứ không làm nghiêm minh thì nó khó lòng lắm. Sau khi mình ký quyết định xong
là mình bắt đầu mình lên xuồng mình chữa bệnh. Giờ đây mình là chỉ biết chữa bệnh thôi, chứ mình không còn biết ở ngoài thế gian là có trồng, có còng, có trống, có chuông, có keng, có mình dẹp hết. Sau khi mình ký quyết định rồi thì mình bắt tay vào chữa bệnh, thì bác sĩ nói gì mình nghe đó, mình không được cãi nữa, để mình riết, mình hết bệnh mình về nha. Còn nếu mình cãi riết đó là người ta không chữa được nha. Mình không được cãi, nhưng mà cha nói rồi nha, ở đây cha cũng dễ đuổi bệnh dữ lắm. Mà cha đuổi rồi là những người sau không được tới nữa nha. Bây giờ cha cũng là người ký để mà cha làm chứng nha. Cha làm chứng cuối cùng. Những cái hồ sơ này mình phải lưu lại ha. Mình phải lưu lại cho đến khi nào mà khi hết bệnh rồi, lưu hồ sơ này lại tới 10 năm rồi. Bảo hành cho người bệnh nó tới 10 năm lại, chứ không phải là lưu lại một ngày một bữa. Cho nên mình chữa bệnh xong là bộ hồ sơ này 10 năm sau mới liên, mới bỏ. Mình ký ngày hôm nay là ngày mấy đó không biết, nhưng mà tới ngày mấy tháng mấy của năm thứ 10 á. Nay ngày mấy? Năm 2018 đúng không? 2028 mới dục cái hồ sơ này, mới bỏ nha. Cho nên cái những người ký tên đây rất là quan trọng để mình bảo lãnh đó nha. Vì ở đây bây giờ cha đã có quá nhiều bệnh nhân, cha không thể nào mà cha làm không rõ được. Vì cha làm không rõ là cha khổ dữ lắm nha. Đây là cha chấp nhận cho ký để quyết định chữa bệnh cho mọi người nha. Ở đây là mọi người ký, có cha xứ ký vô đây nữa nha. Đó thì có cha xứ ký vô đây nữa thì thôi, thì cuối cùng cha sẽ cấp cho ba người ba cái thẻ bài. Đây là ba cái thẻ bài để được khám bệnh nha. Thẻ bài có màu đỏ hết. Thì ba người này được phép vô cổng khám bệnh bất cứ lúc nào khi ban viện sẵn kêu gọi. Không ai có quyền cản trở tụi con khám bệnh hết nha. Hãy con chiếu thẻ bài này ra thì sẽ có người quân sĩ ở dưới nó mở cổng vô nha. Rõ ràng như ban ngày nha. Rồi như vậy thì đây là bộ hồ sơ cho nhau lại cho các thầy. Cuối cùng chúng con cảm ơn cha đã vì lòng thương xót của Chúa, cha đã dẫn con chiên của Chúa đến đây để chữa bệnh. Chúng con mong rằng đây là sau cơn bệnh này, sau cái đợt chữa bệnh này rồi, thì tất cả những người này trở thành con chiên của Chúa nha. Trở thành con chiên có nghĩa là ăn gì? Ăn cây cỏ mang hạt giống nha. Đừng ăn thịt nữa nghe con, để mình không phải bệnh nữa nha. Cầu xin Chúa ban phước lành cho cha, và cầu xin Chúa chúc phước lành cho tất cả những bệnh nhân này. Cuối cùng cha có thể dạy dỗ chúng con vài lời. Cảm ơn cha đã nhận bệnh nhân để chị. Dạ. Cha dạ. Thì chúng con cảm ơn cha nhiều lắm nha. Ngày nào đó bệnh nhân này khỏe mạnh mà chúng con có thời gian, chúng con sẽ đến xứ đạo cha, chúng con thăm lại những bệnh nhân nha, để cùng vui vẻ với cha nha. Bây giờ chúng con xin mời cha và mọi người lên với cha và con và thần sáng danh Đức Chúa Cha. Chúng con chạy vì danh Chúa nhân từ cho các hãng linh hồn được danh Chúa nghỉ ngơi. Nhân danh cha và con và thánh thần. Bây giờ xin mời cha và các bệnh nhân vô phòng khám chút cho biết. Dạ. Cha dòm cho biết. Cha đi tới đây. Rồi sau đó con. Sư ơi. Sau đó con mời sư và cha và mọi người đến ăn cơm. Cứ dùng cơm nhé.
cho tôi yên tiệc thơm hương hoa, người rót cho tôi ly rượu thắm chan hòa, đủ tôi người sức dầu thơm nồng nàn. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao say sưa gió biển, vui uống suối miền Nam, vân tâm qua rừng biển núi. Lòng không lo âu tuy vào giữa nơi vây quân thù, lòng vẫn êm đềm dù trời đêm thung lũng đầy sương mù. Cùng Chúa nhờ Chúa tôi vui bao ngày tháng huy hoàng, trần gian tươi thắm mùa xuân địa đàng. Vạn lý xa xôi có người dẫn đưa rồi, đời tôi mây trắng nhẹ trôi về trời. Chúa chẳng